Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pin News. Mới đây thì trên mạng xã hội đang chia sẻ chóng mặt một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị làm nhục bằng cách trôn sống. Mọi người đang vô cùng phẫn nộ trước hình thức tra tấn như thời Trung Cổ này. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi nhé! Theo đó, vào sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip về một nam thanh niên bị làm nhục và đối xử rất là dã man bởi một nhóm thanh niên khác. Theo như những gì ghi lại trong video, thanh niên đã bị một nhóm người tầm 10 người lột sạch quần áo và bị trói vào cây rồi chịu đánh đập, chửi mắng liên tiếp tại một bãi đất trống. Sau đó, một tên trong nhóm còn gọi điện cho người thân của nam thanh niên rồi trực tiếp nhục mạ. Chưa dừng lại tại đó, hành động của đám côn đồ còn khiến cho những người xem vô cùng phẫn nộ. Khi đào một chiếc hố, trói tay, chùm đầu rồi chôn sống nam thanh niên, mặc cho nạn nhân van xin cho một cơ hội. Theo như những gì nghe được trong clip thì chỉ có thể đoán được giữa thanh niên và nhóm côn đồ này có mâu thuẫn về tài chính và tiền bạc. Tuy nhiên, dù là bất cứ lý do gì thì những hành động dã man như thời Trung Cổ này cũng không thể chấp nhận được và cần chịu hình phạt thích đáng. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lập tức được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người phẫn nộ trước hành động tàn ác của nhóm thanh niên, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nhóm thanh niên này. Chị Hoàng An ở Hà Nội bức xúc rằng, không thể tưởng tượng nổi ở Việt Nam lại có cảnh như thế. Nếu là đùa thì cực kỳ phản cảm, nếu là hành hạ thật, phải tìm ra những kẻ này là ai và cần trừng trị thích đáng theo pháp luật. Anh Trần Thắng cũng phẫn nộ, mà dợ như tra tấn thời Trung Cổ, những kẻ này đúng là vô học. Nếu người thanh niên kia bị làm sao thì đi tù cả đời không hết tội. Cả nhóm này cậy đông mà ức hiếp người khác. Có thể nói những người xuất hiện trong đoạn clip được cho là giống giọng ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện nay thì chưa rõ đoạn video này được quay ở đâu và quay từ khi nào, và đoạn clip vẫn đang được lan truyền và nhận lại những phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Các bạn có ý kiến gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Pin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.